Chào mừng các bạn đến với Sử Việt Aret. Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày đất nước chúng ta giành được độc lập, thống nhất hai miền Nam Bắc dưới lá cờ đỏ sao vàng. Tuy nhiên, câu chuyện lịch sử ấy vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Ngay tại nơi được gọi là xứ sở tự do, Hoa Kỳ, vẫn còn đó những vết hằn sâu sắc của cuộc chiến, tồn tại trong lòng những người mang danh nghĩa tị nạn chính trị. Họ, những người từng sống dưới chế độ cũ, vẫn mang trong mình lòng thù hận đối với chính quyền Việt Nam ngày nay. Trong video hôm nay, Sử Việt Aret sẽ đưa các bạn đi sâu vào một chủ đề nhạy cảm nhưng rất quan trọng. Bài viết của Minh Tiến có nhan đề Tác động của phong trào chống cộng tại Mỹ đến quan hệ Việt, Mỹ và chính sách đối ngoại, an ninh của Việt Nam. Hãy chuẩn bị cho một hành trình không chỉ là câu chuyện về quá khứ, mà còn mở ra những góc khuất về hiện tại và tương lai của mối quan hệ giữa hai quốc gia từng đứng ở hai đầu chiến tuyến. 1. Bối cảnh hình thành và phát triển phong trào chống cộng tại Mỹ. Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975, hàng trăm nghìn người Việt rời khỏi đất nước, đến Mỹ với hy vọng tìm kiếm một cuộc sống mới. Họ, phần lớn là những người từng phục vụ trong chính quyền Ngụy Sài Gòn, còn tự xưng là Việt Nam Cộng Hòa, họ đã mang theo nỗi đau và sự thù hận đối với chính quyền mới tại quê nhà. Những ký ức đau thương về sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam, cộng thêm những tuyên truyền của truyền thông phương Tây thời bấy giờ, đã khiến cho làn sóng người Việt tị nạn ở Mỹ duy trì một lập trường chống cộng cực đoan. Phong trào chống cộng tại Mỹ nhanh chóng hình thành từ những năm 1980, với các tổ chức như Liên hội Người Việt Tự Do, Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam và nhiều nhóm khác. Họ liên tục tổ chức biểu tình, viết thư ngỏ lên Quốc hội Mỹ và vận động chính sách nhằm gây áp lực lên chính quyền Mỹ trong việc đối xử khắc nghiệt hơn với Việt Nam. Những nỗ lực này không chỉ dừng lại ở các hoạt động chính trị mà còn lan rộng sang các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và truyền thông, tạo nên một môi trường đầy thù địch đối với bất kỳ nỗ lực nào nhằm cải thiện quan hệ Việt, Mỹ. 2. Tác động của phong trào chống cộng đến chính sách đối ngoại giữa Việt Nam và Mỹ. Trong suốt nhiều năm sau khi chiến tranh kết thúc, Việt Nam vẫn bị Mỹ áp đặt lệnh cấm vận kinh tế kéo dài đến năm 1994. Một phần lớn nguyên nhân đến từ sức ép của các nhóm người Việt chống cộng tại Mỹ. Họ liên tục kêu gọi Quốc hội Mỹ duy trì các biện pháp trừng phạt, lấy lý do Việt Nam vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo. Mặc dù chính quyền Mỹ đã chính thức bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1995, nhưng những di chứng từ phong trào chống cộng vẫn chưa bao giờ thực sự chấm dứt. Trong các cuộc họp Quốc hội Mỹ, vẫn có những tiếng nói yêu cầu xem xét lại các khoản viện trợ và hợp tác kinh tế với Việt Nam, đặc biệt khi có các báo cáo về nhân quyền từ các tổ chức quốc tế. Chính phủ Việt Nam thường xuyên phải đối mặt với những áp lực không nhỏ từ phía Mỹ trong các cuộc đàm phán song phương, khi các nhóm người Việt chống cộng luôn tìm cách gây ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của nước này. Những căng thẳng đó không chỉ giới hạn trong lĩnh vực chính trị mà còn lan rộng sang các lĩnh vực như thương mại và đầu tư. Đã từng có những hiệp định thương mại giữa hai nước bị trì hoãn vì sự can thiệp của các tổ chức chống cộng. Điều này khiến cho Việt Nam phải thay đổi chiến lược, linh hoạt hơn trong việc đối phó với những áp lực từ bên ngoài, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác khác như EU, Nhật Bản và ASEAN. 3. Phong trào chống cộng và tác động đến an ninh quốc gia Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở việc tác động đến chính sách ngoại giao, phong trào chống cộng ở Mỹ còn ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia Việt Nam. Trong suốt nhiều năm, các nhóm chống cộng cực đoan tại Mỹ đã tài trợ và hỗ trợ cho các hoạt động phá hoại, kích động bạo loạn tại Việt Nam. Đã có những trường hợp tổ chức khủng bố bị bắt giữ khi tìm cách đưa vũ khí và vật liệu nổ vào Việt Nam nhằm gây bất ổn chính trị. Những nỗ lực này không chỉ dừng lại ở việc tài trợ cho các hoạt động chống đối mà còn mở rộng ra cả chiến tranh mạng. Các nhóm chống cộng tại Mỹ thường xuyên tung tin đồn, bóp méo thông tin về tình hình chính trị tại Việt Nam nhằm làm mất uy tín của chính quyền, từ đó gây ra sự hoang mang trong dư luận. Những chiến dịch tuyên truyền này đã và đang gây ra không ít khó khăn cho Việt Nam trong việc duy trì sự ổn định và phát triển bền vững. 4. Mối quan hệ Việt, Mỹ và tương lai của hai quốc gia. Dù phải đối mặt với nhiều thách thức từ phong trào chống cộng tại Mỹ, Việt Nam và Mỹ đã nỗ lực vượt qua những trở ngại đó để xây dựng mối quan hệ hợp tác toàn diện. Trong những năm gần đây, hai nước đã tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ an ninh quốc phòng đến khoa học công nghệ, giáo dục và y tế. Mỹ hiện là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, đồng thời là thị trường xuất khẩu hàng đầu của các sản phẩm Việt Nam. Tuy nhiên, để duy trì và phát triển mối quan hệ này, cả hai quốc gia cần phải giải quyết những vấn đề còn tồn đọng từ quá khứ. Các vấn đề liên quan đến nhân quyền, tự do báo chí và tôn giáo vẫn là những điểm nghẽn trong các cuộc đàm phán song phương. Việt Nam cần tiếp tục kiên định trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia,
đồng thời khéo léo trong việc đối thoại và hợp tác với các quốc gia phương Tây, bao gồm cả Mỹ. Các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng phức tạp và đầy biến động. Câu chuyện về phong trào chống cộng tại Mỹ không chỉ là một trang sử đã qua, mà còn là một thách thức hiện hữu đối với Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền và xây dựng mối quan hệ đối ngoại bền vững. Những khó khăn đó đòi hỏi sự đoàn kết, kiên định và sự khôn ngoan từ cả chính quyền lẫn người dân. Nếu bạn thấy những nội dung này có giá trị, đừng ngần ngại chia sẻ video này đến bạn bè và người thân. Hãy để lại bình luận bên dưới để chúng tôi biết các bạn nghĩ gì và muốn tìm hiểu thêm về đề tài nào khác. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh Sử Việt Aret để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình khám phá lịch sử và những góc khuất của quá khứ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Sử Việt Aret, nơi sự thật lên tiếng.